Đối với người chơi lan, họ có thể sưu tầm nhiều cái loại giống lan khác nhau để trang trí cho cái khu vườn của mình đó các bạn. Từ cái giống lan đắt tiền cho tới cái giống lan rẻ tiền nhất. Đối với nhiều cây lan, có những cái cây khó trồng nhất, còn có những cái cây thì cực kỳ dễ trồng. Đối với những cây lan khi mà mình trồng nó phát sinh bệnh, mình phải bơm thuốc, phải tưới nước chăm sóc nó thường xuyên. Còn có cây lan mà mình tưởng chừng như đã quên lãng nó rồi đó các bạn. Những cái cây lan mà mình thấy người ta trồng, người ta bỏ ở ngoài trụ, ngoài cổng, không có tưới nước, không có che nắng, nhưng mà cây phát triển vẫn mạnh mẽ, ra hoa. Đối với dòng lan kiếm thì nó có rất là nhiều loại. Nó có cái sức sống rất là mạnh mẽ như các bạn. Rồi một hôm tình cờ bắt gặp cái chậu lan kiếm ở trong một cái gốc, nó ra hoa rất là đẹp nè các bạn. Cái chậu lan kiếm này không có chăm sóc, không có tưới nước, không có bào phân, nhưng cái cây vẫn phát triển rất là mạnh mẽ, thể hiện cái sức sống mạnh mẽ vươn lên ra những cái vòi hoa rất là đẹp. Cái vòi hoa này nó ra khoảng 3-40 bông hoa, rất là đẹp luôn các bạn. Nhìn những cái cánh hoa này thấy nó mềm mại nhẹ nhàng làm sao. Khi mà trồng lan trong vườn nó ra bông đó các bạn, mỗi khi đi làm vườn mình ngắm bông thấy nó rất là đẹp. Khi ngắm những cái bông hoa mà mình cứ muốn ngắm mãi đó. Các bạn xem cái mạch của cái bông hoa, cái phần nhụy và phần lưỡi nó màu vàng và những cái cánh nó có nhiều màu rất là đặc sắc đó các bạn. Đối với chậu hoa này, mỗi khi trời mưa đó các bạn, nước nó tạt vào trong chậu, nhưng mà cái vòi hoa nó ra rất là sung, nó rất là dài, tới 40 phân luôn đó các bạn. Nếu như mà cái chậu lan kiếm trồng chăm sóc, tưới nước, bào phân, chăm sóc tốt đó các bạn, thì cái vòi hoa nó ra rất là dài, tới 80 phân, thậm chí rất dài luôn nha các bạn. Chậu phong lan mà phát triển ở sung đó các bạn thì nó ra nhiều cái vòi hoa, cái bông hoa nó ra càng to rất là đẹp luôn. Nhìn những cái bông hoa này nó rất là đẹp luôn nè các bạn. Đối với những cái dòng lan kiếm thì giá thợ trồng rất đơn giản và cũng rất là dễ trồng nha các bạn. Coi nó rất là nhanh phát triển và rất là dễ sống. Hiện nay có nhiều cái loại phong lan kiếm nó ra cái mạch bông khác nhau đó các bạn. Nhìn rất là đẹp, rất là bắt mắt luôn. Vừa giá cả thì tùy vào từng cái loại lan. Lan kiếm thì nó cũng rẻ nên rất đáng để sưu tầm chơi nha các bạn. Đối với trong vườn lan có nhiều cái loại hoa lan ra bông khác nhau, nhìn rất là đẹp. Những cái bông hoa này tàn rồi đến những cái bông hoa khác. Những cái vòi hoa này ra, cái búp hoa phía trong nó ra, nó nở trước rồi đến những cái búp bên ngoài nó nở sâu. Nó cứ tiếp nối cái vòi hoa này rồi cái vòi hoa khác, nó ra hoa, nó rất là lâu tàn nha các bạn. Hiện nay đa số người ta chơi lan sưu tầm những cái giống lan đẹp, đắt tiền. Những cái giống lan mà rẻ tiền, những cái bông hoa vô cùng đẹp thì cũng rất đáng để mình sưu tầm để chơi nha các bạn. Đối với những cái chậu lan kiếm mà trồng với cái số lượng nhiều đó các bạn, nó ra hoa đồng loạt, nhìn rất là đẹp. Cái vòi hoa dài có khi tới cả mét luôn nha các bạn. Khi chậu lan trồng kêu lên, những cái vòi hoa nó ra, những cái bông nó gặp gió, nó thổi, nó tung bay trong gió, nhìn rất là đẹp. Cái chậu lan kiếm này được trồng kêu lên một cái gốc coi, nó rất là đẹp, nhìn nó ra cái những cái vòi hoa rất đẹp luôn các bạn. Coi phong lan này phát triển tốt nên cái vòi hoa ra rất là dài luôn các bạn.